Anh chán nấu mấy cái bếp củi đời cũ rồi, em có cái bếp củi nào hiện đại nhất thì mang ra đây cho anh. Anh nói trước là anh không thích mấy cái bếp củi chỉ nấu được một nồi thôi. Đi làm về đã muộn rồi mà chờ nấu từng nồi thì có đến sáng mai mới có cơm để ăn. Nhà thì đã đông người giữ. Thứ hai, không cần quạt điện để có thể mang đi bất kỳ chỗ nào cũng được. Thứ ba là nấu không khói và không đen nồi. Thứ tư là phải có chế độ chuyển đổi giữa nấu nhanh và nấu chậm, chế độ hâm và chế độ hầm. Thứ năm là cái chân của nó phải gấp lại hoặc tháo rời ra được. Thứ sáu, nhà anh nuôi lợn toàn nấu nồi to nên phải thật chắc chắn cho anh. Thứ bảy, anh muốn em làm bằng inox dùng 50 năm cũng chưa hỏng, thế nó mới thích. Chủ nhật, các con anh đi làm tổ họp ăn uống, anh muốn biến nó thành cái bếp nướng gà, nướng thịt em ạ. Nồi 70 lít các bác nhé. Đấy, các bác thấy chưa? Con này đun đổ rất là to luôn các bác. Chiếc bếp A60 phiên bản 2024 này đun nồi 70 lít luôn. Và bên trên này nó là ống khói mọi người nhé. Ống khói này nó sẽ hút cái khói này lên trời. Thế nên là chúng ta đun ở đây hoàn toàn đun không có khói và không có bụi, không có bụi tàn gì hết. Các bác có thể lại gần đấy các bác xem. Đây em nghĩ chỉ cho có một ít củi dưới này thôi, nhưng mà chất lửa của nó rất đượm luôn các bác nhé. Lửa này rất là đượm luôn. Đấy. Đun rất là nhanh sôi các bạn ạ. Thì các bác thấy chưa? Ấm nước đã sôi các bác nhá. Đấy, nhỏ. Đấy, sôi xì khói luôn. Thời gian là mình đã đun rồi, mình sẽ bắt thôi mọi người nhá. Đổ nước này thôi. Các bác cùng lại đây nhá. Các bác cùng lại đây xem như là than nó đã hầm rồi các bác ạ. Ủa, rất là nhiều than luôn. Đây. Cái bếp như này khi chúng ta đang đun, chúng ta có thể đun hai nồi cùng lúc, khi nào xong chúng ta có thể nhấc ra nhé. Có một nhấc ra này, chúng ta đóng cửa lại. Nó sẽ hút oxy ở dưới này mọi người nhé. Đây, nó sẽ hút oxy ở dưới này. Hút oxy dưới này và chúng ta sẽ trở thành một chiếc bếp nướng rất là tuyệt vời luôn. Ok, bây giờ em Hữu sẽ cho các bác cùng xem. Ê, coi nghe, ngon chưa? Này. Thank you.
Nhà nào sướng đúng không? Quá tuyệt vời luôn nhé. Đây, bây giờ than thì chúng ta nướng đây, xong chúng ta nấu xong bắt đầu nó có lượng than rồi, chúng ta chỉ cần quay con gà có thể rất là ngon luôn. Quá thơm luôn các bác nha. Úi giời, gà đã gọi là vàng miếng giòn luôn, quá ngon luôn. Quá tuyệt vời, gà này uống bia ZZ này, UZ này uống bia thì quá sướng luôn các bác nha. Quá vàng, vàng ruộm luôn các bạn. Gà vàng, các bạn nhìn xem vàng ruộm luôn. Quay này mới ngon.